Trong chat vừa rồi, Yuta đã nói với người thầy thân yêu của mình rằng xin thầy đừng làm con quái vật nữa, nhưng Gojo không thể cho phép bản thân dừng lại. Vậy, tha hóa, hay có thể nói là tự biến mình thành quái vật trong giới chú thuật, chính là bảo vệ cái lý lẽ cá nhân của họ, giống như cách Gojo tự mình sát hại các thượng tầng chỉ để bảo vệ các học trò của ông thầy. Bị tha hóa, hay nói chính xác là tự biến thành quái vật trong giới chú thuật, kẻ đi ngược lại theo số đông và đứng lên để bảo vệ điều đúng đắn. Và chào mừng các bạn quay trở lại với Ben Channel. Bất kể kết quả trận chiến trước Sukuna có ra sao thì rất nhiều tiêu chuẩn đạo đức vẫn bị vi phạm. Nhưng có lẽ nó cũng không phải là điều gì đó quá bất cập trong Jujutsu, bởi có nhiều tiền lệ đã được mô tả rõ ràng trong suốt quá trình phát triển của các nhân vật. Vậy thì sự tha hóa đã diễn ra với những ai trong Jujutsu Kaisen? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Geto. Suguru Geto là một trong những nhân vật được yêu thích trong Jujutsu Kaisen. Dù anh không xuất hiện lâu, Geto chỉ được nhìn thấy trong trường Hoài Ngọc và Jujutsu Kaisen Zero. Tuy nhiên, anh được coi là một trong những nhân vật phản diện hay nhất của Gege Akutami. Và mặc dù không đồng tình với anh, động cơ và lý do của Geto vẫn có thể đồng cảm được. Điểm đầu tiên chúng ta thấy Geto theo thứ tự thời gian là trong chap đầu tiên của trường Hoài Ngọc. Cảnh mở đầu là Geto đang cố gắng chấp nhận những gì đã xảy ra hôm định mệnh đó, cái ngày mà Geto quyết định bỏ đi sự chấp niệm gượng ép của mình và đi theo mục đích mới. Nhưng kể từ ấn tượng đầu tiên, chúng ta có thể thấy Geto rất thân thiết với Soko và Gojo. Nó đặt ra câu hỏi về việc điều gì đã xảy ra với Geto. Câu hỏi này càng được đẩy mạnh khi chúng ta thấy Gojo, Geto và Soko thường xuyên thảo luận về sự cần thiết của chú thuật sư. Thú thật là lý tưởng của Gojo và Geto ban đầu đã trái ngược nhau, với việc Gojo đặt ra câu hỏi tại sao những người mạnh như họ lại phải bảo vệ những con người bình thường yếu đuối. Geto phản biện rằng đó là nhiệm vụ của tất cả chú thuật sư để bảo vệ những người như thế. Ý tưởng này được đặt ra và lặp lại nhiều lần trong Jujutsu Kaisen. Liệu những người mạnh mẽ có nên mạo hiểm mạng sống để bảo vệ những người yếu? Chú thuật sư chết quá thường xuyên để bảo vệ kẻ khác. Nếu họ chỉ bảo vệ lẫn nhau, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng liệu việc giết người yếu có chấp nhận được không? Câu hỏi đạo đức này được giới thiệu cho khán giả một cách tinh tế và được trả lời theo nhiều cách khác nhau trong xuyên suốt câu chuyện. Thầy hiệu trưởng Tokyo cũng giao nhiệm vụ cho hai người hộ tống Riko, nhiệm vụ buộc phải dành cho những người mạnh nhất, danh hiệu mà Gojo thường được gọi trong hiện tại. Như chúng ta sẽ thấy sau này, câu hỏi về ý nghĩa của việc trở thành người mạnh nhất cũng được nhắc đến nhiều lần trong suốt bộ truyện. Geto theo bản năng trách móc Gojo vì hành vi tự mãn của ông thầy, như một điều mà Geto đã quá quen thuộc. Từ cuộc chiến với Tochi sau đó, chúng ta thấy rằng cả Geto và Gojo đều gần như vô địch trong thế giới Jujutsu Kaisen lúc bấy giờ. Tuy nhiên, trong khi Geto dành cả năm qua trong trạng thái trầm cảm, Gojo lại tiến xa hơn trong sức mạnh của mình. Geto đã luôn là người thứ hai sau Gojo, nhưng thời gian qua đã làm rõ ràng hơn điều hiển nhiên đó. Họ không còn là mạnh nhất cùng nhau nữa, mà chỉ có Gojo một mình. Điều này cũng đưa ra câu hỏi về việc giết người với mục đích, điều mà rất quan trọng với Geto. Lý do anh ghét việc trở thành quyền sư là vì không có mục đích nào cho Geto cả. Anh đang mạo hiểm mạng sống và chứng kiến bạn bè chết đi để cứu những người luôn vô tri, hoặc tệ hơn, bạo lực với cả đồng loại của mình. Giết người không có quyền lực. Trong tâm trí của Geto có mục đích, anh đang chữa lành thế giới khỏi một loài yếu kém. Geto sau đó đặt ra một câu hỏi nổi tiếng: cậu là người mạnh nhất vì bản thân là Satoru Gojo, hay cậu là Satoru Gojo vì bản thân là người mạnh nhất? Câu hỏi này ám chỉ đến cuộc xung đột nội tâm mà Gojo cảm thấy và vẫn tiếp tục cảm thấy nó cho đến khi qua đời. Mọi người biết cái tên Satoru Gojo, nhưng có bao nhiêu người thực sự biết tới anh? Geto là người bạn với Gojo vì bản thân anh, không phải vì anh là người mạnh nhất. Tuy nhiên, khi Geto đưa ra câu hỏi kiểu con gà và quả trứng, chúng ta phải nhận ra rằng mục đích của người mạnh nhất ở vị trí như Gojo sẽ là gì? Câu hỏi này khá là thú vị và nó không thực sự có một câu trả lời dứt khoát. Một số người có thể cho rằng Gojo đơn giản sinh ra là mạnh nhất nên nó định hình nên anh. Nhưng người khác có thể lập luận rằng anh phải rèn luyện sức mạnh của mình, điều mà thực chất Gojo cũng phải làm trong suốt cuộc đời của mình, khi mà Gojo cũng chỉ là cái tên của một cá thể con người mà thôi. Vậy thì theo các bạn, Geto đi theo hướng ngược lại điều đó có sai hay không? Gojo Satoru. Yuta đã tranh luận rằng mọi người có biết chúng ta đang đối đầu với ai không? Nguyên sư mạnh nhất trong lịch sử Ryomen Sukuna. Nếu việc từ bỏ nhân tính của chúng ta mang lại cơ hội chiến thắng thì chúng ta nên từ bỏ nó, trở thành quái vật làm các bạn sợ đến vậy sao? Maki đang cố gắng trấn tĩnh Yuta. Nghe này, cậu rất quan trọng đối với tất cả mọi người ở đây. Nhưng Yuta đáp lại, thế còn Gojo Sensei thì sao? Thầy ấy không quan trọng sao? Chúng ta đã luôn đẩy gánh nặng trở thành quái vật lên mình thầy Gojo. Nếu ông thầy chết, một trong số chúng ta phải đảm nhận vị trí mạnh nhất của ông thầy, và nếu không ai muốn đứng ra thì mình sẽ lừa người làm điều đó. Một phản hồi thật tuyệt vời từ Yuta. Như đã nói ngay từ đầu, mình tin rằng cháp mới nhất tuần này gợi nhớ đến rất nhiều khoảnh khắc và chủ đề từ quá khứ, bao gồm cả cháp đầu tiên của Jujutsu Kaisen và phần tiên truyện Volume Zero. Trong trang đầu tiên của toàn bộ loạt truyện, các thượng tầng đang thảo luận về việc xử lý Yuta vì cậu đang được mô tả như là một quái vật.
bị nguyền rủa và vô tình gây hại cho người khác với lời nguyền đó. Nhưng ai đã cứu Yuta và cho cậu cơ hội thứ hai trong cuộc sống? Ai đã nhìn nhận Yuta không phải là một con quái vật mà là một con người? Đúng vậy, đó là Gojo. Gojo đã cam kết chăm sóc cho Yuta vì không muốn cậu cảm thấy cô đơn hoặc bị coi là một gánh nặng cho thế giới chú thuật. Một trong những chủ đề lớn nhất của chương Hoài Ngọc là sự cô độc, đi kèm với đó là sức mạnh vô hạn. Gojo là ví dụ hoàn hảo, anh cô độc vì anh là người mạnh nhất. Điều này được thể hiện qua kỹ thuật vô hạ hạn của Gojo, tạo ra khoảng cách vô hạn giữa ông thầy và những người khác. Không phải là không ai quan tâm tới Gojo, học trò và đồng nghiệp của ông thầy đều yêu quý Gojo và ngược lại. Nhưng như những gì Gojo đã nói trong cháp 236, bạn có thể làm cho một bông hoa nở, có thể ngắm nhìn nó, nhưng không thể nói với bông hoa rằng bạn muốn nó hiểu bạn. Những bông hoa này tượng trưng cho học trò của Gojo. Lúc đầu chúng ta tin rằng không ai có thể thực sự hiểu Gojo trừ khi họ cùng vị trí với ông thầy về sức mạnh. Đó là lý do tại sao Geto lúc đó là người duy nhất hiểu Gojo, vì anh ta cũng là người mạnh nhất. Trong cháp này, Yuta trở thành một trong số ít người có thể thực sự đồng cảm với Gojo. Yuta, người được ban phước khi tìm thấy nhân tính thông qua tình bạn trước khi gia nhập vào trường cao đẳng chú thuật, hiểu được sự cô độc và nhận ra gánh nặng của Gojo khi phải trở thành quái vật một mình. Đó là lý do Yuta tức giận khi Maki từ chối kế hoạch của cậu, vì Yuta tin rằng sự hỗ trợ mà bản thân nhận được nên được áp dụng cho Gojo. Gojo không nên một mình đảm nhận vai trò quái vật, và khi quái vật đã chết, ai sẽ sẵn sàng từ bỏ nhân tính đối mặt với Sukuna? Yuta, người có nhân tính nhất, lại sẵn sàng làm điều đó. Yuta sẵn sàng chiếm lấy cơ thể của người đã cứu mình khi cậu ở khoảnh khắc khó khăn nhất để bảo vệ những người mà anh yêu thương, dù việc đó có thể bị coi là sai trái hoặc vô nhân đạo. Điều này chứng tỏ Yuta đã trưởng thành nhiều như thế nào thông qua các chương truyện để đưa ra những quyết định và lựa chọn của riêng mình trong một tình huống đạo đức khó khăn. Việc chiếm lấy cơ thể của Gojo nghe có vẻ rất vô nhân đạo, nhưng Yuta thấy giá trị thực sự trong việc đó để đạt được mục tiêu cao hơn, cứu bạn bè và cứu thế giới. Cuối cùng, Gojo có thể đã chết khi còn giữ danh hiệu người mạnh nhất. Nhưng với Yuta, việc tiếp tục xây dựng di sản của Gojo là cần thiết. Ông thầy sẽ không chết cô độc. Nếu Yuji và mọi người đánh bại được Sukuna, Gojo sẽ thành công trong việc nuôi dưỡng một thế hệ học trò mới để đối đầu với nguyên sư mạnh nhất trong lịch sử. Choso. Khác với những nhân vật trên, Choso dù là một nguyên hồn nhưng anh lại bảo vệ các chú thuật sư, đúng hơn là bảo vệ giá trị gia đình của mình. Điều này đối với một nguyên hồn là rất kỳ lạ, nhưng với tư cách là một con người, liệu nó có kỳ lạ hay không? Choso phải rất khó khăn để đưa ra lựa chọn, bởi vì tuy mình đã nói như trên thì Choso là một nguyên hồn, nhưng đồng thời anh cũng mang cho mình bản chất của một con người, không thể lựa chọn phương pháp hòa giải giữa con người và nguyên hồn khi mà hai giống loài tồn tại để triệt tiêu nhau. Phải làm thế nào là đúng khi mà một lúc mang bản chất của cả hai, mà một người anh như Choso còn phải dẫn dắt các em của mình nữa? Trong trường hợp này, có lẽ chúng ta không thể dùng thuật thức tha hóa được. Choso, nếu xét về lý thuyết khi giết hại con người, thì theo như đạo đức của nguyên hồn lại là điều đúng đắn. Vậy thì khi anh quyết định trở thành con người và theo phe Yuji, liệu nó có phải là sự tha hóa hay không? Có ý kiến còn cho rằng, việc Choso đổi phe như vậy là đã sai trái cho từng giống loài rồi. Vậy thì dù Choso có làm gì cũng chả sai, vậy anh phải làm sao? Biến mất và chết đi ư? Phải làm hài lòng tất cả mọi người ư? Có vẻ như sự quyết đoán đưa ra con đường cho các em của mình đã cho thấy Choso phải dũng cảm như thế nào rồi. Nhưng anh vẫn không thể kìm nén sự hối hận khi cho rằng lựa chọn của anh ấy khiến hai em phải chết. Yuki tuy đã giúp anh hiểu ra rằng lựa chọn ở vị trí này là rất khó, nhưng không thể chắc chắn cho Choso rằng lối đi của con người là chính xác được. Ít nhất là nó đã cho Choso một sự mãn nguyện rằng bản thân anh phải chuộc lỗi để không còn hối tiếc, khi mà hành động của Choso trước khi chết là bảo vệ người em trai của mình. Maki sinh ra không phải là một chú thuật sư từ một trong gia tộc lớn về chú thuật. Maki luôn bị đối xử tồi tệ và cảm thấy bị ép buộc phải rời khỏi gia tộc Zenin. Cô khao khát trở thành một cá nhân xuất chúng để chống lại gia đình của mình. Trong thời gian ở trường chú thuật, Maki luôn cố gắng vươn lên cùng Touge và Banda, đồng thời làm gương cho các học sinh năm nhất. Maki là một người rất cứng đầu và thẳng thắn. Cô cố gắng tiến về phía trước mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Cô cực kỳ kiên cường, có năng lực và động lực để thoát khỏi những tiêu chuẩn đã được đặt ra trên cô bởi những người lẽ ra phải là gia đình của cô. Trong một gia tộc lớn như Zenin, phụ nữ trong gia tộc còn phải nổi bật hơn nữa, khiến cho Maki liên tục bị ngược đãi và lạm dụng bởi gia tộc Zenin. Mặc dù cảm thấy bị nguyền rủa bởi chính dòng máu của mình, Maki tự động viên mình trở thành một chú thuật sư mạnh mẽ, bất chấp những gì gia đình cô nghĩ. Cô muốn phá vỡ nền tảng của cách sống của họ và từ chối hoàn toàn nó. Khi còn nhỏ, Maki đã hứa với em gái sinh đôi Mai rằng cô sẽ ở bên cạnh Mai mãi mãi. Tuy nhiên, khi Mai lớn lên, cô nhận ra rằng mình không thể sống dưới cái bóng của gia đình áp
áp bức trong khi Mai lại hài lòng với công việc đó. Việc rời khỏi Mai khiến cho người duy nhất mà Maki quan tâm trong gia tộc cũng căm ghét cô. Mối quan hệ phức tạp của Maki với gia đình được thể hiện rõ khi cô trở về gia tộc Zenin để thu thập các chú cụ. Mặc dù có sự cho phép của người đứng đầu gia tộc, Maki vẫn liên tục bị quấy rối trên con đường phát triển của bản thân. Cô phớt lờ cả những lời lẽ khắc nghiệt của Naoya và mẹ mình và tiếp tục tiến đến kho chứa. Maki cũng quay lại gia tộc để giải quyết, nhưng cha của Maki muốn loại bỏ hai đứa con của mình. Maki cố cứu Mai nhưng lại bị đánh bại và bị thương nặng. Đã rồi Maki là người được Mai cứu. Mai tàn nhẫn tiêu diệt toàn bộ gia tộc Zenin mà không để biểu lộ cảm xúc nào. Cô giết tất cả những thành viên của đơn vị Hay và Kukuki có mặt hôm đó mà không hề hối tiếc. Những lời duy nhất mà cô nói với Naoya khi hắn ta hỏi cô liệu cô có trái tim con người hay không, Maki đã chặt đầu Nichiji và ném đầu của anh ta vào ao. Câu trả lời của Maki đơn giản là không, nó đã bị các người lấy mất rồi. Giữa cơn thịnh nộ tàn nhẫn của mình, Maki vẫn muốn tin rằng gia đình của mình còn lại những điều gì đó tốt đẹp trước khi giết mẹ mình. Maki cố gắng xem liệu mẹ cô có cố gắng cảnh báo cho mình về cái bẫy của Ogi lúc cô trở về hay không. Tuy nhiên Maki đã phải thất vọng khi không nhận được câu trả lời đúng. Mẹ của Maki cũng trở thành nạn nhân của cơn thịnh nộ báo thù. Và ngay cả sau đó, Maki để lại xác của Mai cho Bobo và tiêu diệt những thành viên còn lại của gia tộc không có mặt ngày hôm đó. Chấm dứt sự tồn tại của gia tộc Zenin, một gia tộc mang tư tưởng lạc hậu.